Phương Tây báo động đỏ về hỗ trợ đạn dược khi Ukraine quyết cố thủ ở Bakhmut. Mỹ và các đồng minh đang cạn kiệt đạn dược cung cấp cho Ukraine, trong khi Kyiv sử dụng quân đội và đạn pháo cần thiết cho cuộc tấn công mùa xuân để chiến đấu ở Bakhmut. Cho tới nay, Bakhmut gần như bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn, trong khi quân đội Ukraine cố thủ ở thành phố này đang gặp rất nhiều khó khăn. Dẫn lời chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho biết, đạn pháo đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng. Một số quan chức Mỹ và châu Âu lo ngại, Ukraine đang sử dụng hàng nghìn quả pháo mỗi ngày trong cuộc giao tranh giành Bakhmut với nhịp độ không bền vững và có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tấn công mùa xuân đã lên kế hoạch, mà các nước phương Tây hy vọng sẽ mang tính quyết định. Lầu Năm Góc thậm chí đã nêu ra những mối lo ngại trên với Kiev và cảnh báo Ukraine về việc lãng phí đạn dược. Mỹ và đồng minh không tích trữ vũ khí để chuẩn bị trước cho cuộc chiến pháo binh. Một lực lượng tác chiến bí mật của Anh đang cố gắng tìm kiếm và mua đạn pháo thời Liên Xô từ khắp nơi trên thế giới. Mỹ và NATO đang cố gắng để tập hợp một số loại đạn pháo để sử dụng cho các cuộc tấn công sắp tới. Một quan chức Lầu Năm Góc đã gọi động thái trên là nỗ lực cuối cùng, bởi phương Tây không có đủ đạn dược để theo kịp mức độ sử dụng của Ukraine. Kho đạn dược của NATO đang ở mức thấp nghiêm trọng và sẽ mất nhiều tháng để việc thúc đẩy sản xuất có hiệu quả. Nếu thiếu lực lượng pháo binh, hàng trăm xe tăng và xe bọc thép phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ chỉ có hiệu quả hạn chế. Các quan chức giấu tên cũng tiết lộ thương vong của Ukraine rất nghiêm trọng với hơn 100.000 binh lính tính tới nay và Kiev phải quyết định tiếp tục cố thủ Bakhmut hay bảo vệ lực lượng cho một cơ hội ý nghĩa trong năm nay để tiếp tục tấn công. Mặc dù Mỹ hạ thấp tầm quan trọng của Bakhmut, nhưng Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ bảo vệ thành phố này gần như bằng mọi giá và khẳng định sẽ không có khu vực nào của Ukraine bị bỏ lại. Theo ông Camille Grand, cựu trợ lý Tổng thư ký NATO về vấn đề đầu tư quốc phòng và hiện là chuyên gia quốc phòng tại Hội đồng Đối ngoại châu Âu, lập luận duy nhất của việc tiêu tốn lực lượng và đạn dược vào Bakhmut là làm hao hụt các nguồn lực của Nga và ngăn cản quân đội nước này tiến xa hơn về phía Tây. Nói cách khác thì họ bị kéo vào một tình thế mà về dài hạn sẽ có lợi cho Nga và hiện nay khó có thể thoát ra. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc giao tranh khốc liệt tại điểm nóng Bakhmut, quân đội Nga có thể giành quyền kiểm soát Bakhmut, có thể tính những bước đi tiếp theo. Lực lượng chính quy của Nga phối hợp với các đơn vị của công ty quân sự tư nhân Wagner đang cố gắng khép chặt vòng vây tại Bakhmut ở phía đông sau khi giành quyền kiểm soát một nửa thành phố. Dưới những đồn đoán về việc Ukraine có khả năng phải rút lui, Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội nước này sẽ quyết định cố thủ để ngăn Nga tiến đánh các thị trấn khác. Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho rằng Bakhmut có thể thất thủ trong những ngày tới, nhưng việc Moscow chiếm được thành phố này sẽ không phải là bước ngoặt lớn làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định, nếu Nga có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố, họ sẽ thiếu lực lượng cơ giới để tiến xa hơn, cũng như thiếu quân tiếp viện để khai thác bước tiến đột phá này. Còn cựu đại sứ Mỹ William Courtney, thành viên cấp cao của tổ chức phi lợi nhuận RAND Corporation suy đoán, trong trường hợp thành phố thất thủ, Ukraine có thể quay trở lại những khu vực được phòng thủ kỹ lưỡng hơn ở phía Tây. Chuyên gia này cho biết, vào năm 2022, Ukraine từng tiết lộ kế hoạch sẽ tiến hành một cuộc phản công ở Kherson và Zaporizhia, khiến Nga vội vã điều động quân đội về phía Nam. Thế nhưng sau đó, Ukraine đã gây bất ngờ và giành quyền kiểm soát phần còn lại ở tỉnh Kharkov, phía Đông Bắc. Theo ông William Courtney, Ukraine cũng có thể sử dụng chiến thuật đánh lừa tương tự trong cuộc phản công của họ. Điều này có thể phát huy hiệu quả nếu đó là hoạt động vũ trang kết hợp, sử dụng bộ binh, thiết giáp, pháo binh và hàng không, nhưng không loại trừ khả năng. Sau khi giành quyền kiểm soát Bakhmut, Nga sẽ tập trung ứng phó với các cuộc phản công tiềm tàng của Ukraine và không bị bất ngờ như mùa thu năm 2022. Hiện tại, quân đội Nga đã áp sát Bakhmut từ ba hướng, đó là phía Bắc, phía Đông và phía Nam, chỉ chừa lại một con đường tiếp tế hẹp từ phía Tây cho quân đội Ukraine. Ông Jeff Fentouch, nhà phân tích tại công ty bảo mật Global Guardians, cho rằng việc Bakhmut có thất thủ hay không phụ thuộc vào quyết định của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Nếu Kiev lựa chọn triển khai thêm binh sĩ tới Bakhmut, điều đó sẽ cho phép các lực lượng của họ tái tập hợp và chuẩn bị nguồn lực tốt hơn cho những cuộc tấn công sắp tới. Thế nhưng, tướng Oleksandr Syrsky, tư lệnh lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết, cuộc giao tranh ở Bakhmut đã giúp họ có thời gian để lên kế hoạch cho cuộc phản công nhằm đối phó với quân đội Nga. Ông lưu ý rằng, chiến sự kéo dài hơn 6 tháng qua tại một thành phố riêng lẻ đã giúp họ bổ sung kho đạn dược và vạch ra chiến lược cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Một số chuyên gia quân sự đã đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc cố thủ tại Bakhmut khi cho rằng thành phố chỉ có giá trị mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, các quan chức của Ukraine lại lập luận rằng nếu thành phố này thất thủ, Nga có thể đạt được những bước tiến xa hơn về phía đông. Nhà phân tích Jeff Fatuch cho rằng nếu Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut, động thái tiếp theo của nước này có thể là di chuyển dọc theo tuyến đường cao tốc T-0504. Tiến về phía tây hướng đến thành phố Kostyantynivka hoặc tiến về phía tây nam tới Slovyansk. Trong khi đó,
Cựu sĩ quan tình báo của quân đội Anh là Philip Ingram nói rằng nếu người Nga giành được Bakhmut, họ sẽ củng cố lực lượng ở đó và quân đội chính quy của Nga có thể giải vây cho các đơn vị Wagner. Sau đó, Nga sẽ chuyển sang tấn công thành phố tiếp theo cách tương tự, săn bằng tất cả các cứ điểm của Ukraine và buộc Kiev phải đưa quân phòng thủ. Theo chuyên gia này, việc Ukraine sẽ làm gì sau khi kết thúc cuộc giao tranh tại Bakhmut sẽ phụ thuộc vào bước đi tiếp theo của Nga. Kiev dự kiến rằng sẽ phải chờ đợi thêm một vài tháng nữa trước khi có thêm trang thiết bị mới do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng họ vẫn tiến hành những cuộc tấn công nhỏ lẻ dựa trên các tình huống chiến thuật. Cuộc chiến giành Bakhmut và các thành phố xung quanh đã gây tổn thất khá lớn cho quân đội Nga và Ukraine. Nhiều nhà phân tích cho rằng Bakhmut có ít giá trị về mặt chiến lược, nhưng Nga sẽ sử dụng thành phố này như một bước đệm để kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass. Một trong những mục tiêu đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố khi ông phát lệnh mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thưa quý vị, có thể thấy trong cuộc xung đột kéo dài suốt hơn một năm qua, cả quân đội Nga và Ukraine đều có những thế mạnh và hạn chế riêng. Nhưng các lực lượng của hai nước dường như đang phải đối mặt với một số thách thức chung khi giao tranh chuẩn bị tiếp diễn vào mùa xuân tới. Phát biểu với Newsweek, giáo sư Mark Encart, trường chính sách và chính phủ của Đại học George Mason cho rằng cuộc xung đột đã đạt đến giai đoạn đỉnh điểm khi cả hai bên đều đối mặt với nhiều thách thức. Ông Cass viện dẫn những vấn đề liên quan đến thực địa cũng như sự hỗ trợ về chính trị. Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn đến thời điểm hiện tại. Cả Nga và Ukraine đã phải chịu thiệt hại đáng kể về nhân lực và vũ khí. Cuộc xung đột đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức chưa bên nào có thể khởi động điều mà các nhà phân tích dự đoán là một cuộc tấn công lớn vào mùa xuân năm nay. Guy D. Mercado, tổng biên tập trang web Sofrep chuyên về các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cho rằng một điểm chung giữa hai bên ở thời điểm này là số binh sĩ thương vong quá lớn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết sẽ ảnh hưởng đến quân đội của Nga và Ukraine vì hiện tượng băng tan trong mùa xuân gây lầy lội mặt đất. Do đó, việc di chuyển xe bọc thép rất khó khăn. Ngoài bùn lầy, xe bọc thép còn đối mặt với những thách thức khác. Nga có thể sẽ thiếu phụ tùng để sửa chữa thiết giáp nếu xung đột kéo dài do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt. Còn với Ukraine, khi những phương tiện chiến đấu mà phương Tây cung cấp cho nước này bị hỏng, họ sẽ gặp khó khăn khi đưa chúng ra khỏi đất nước để sửa chữa ở các quốc gia bên ngoài. Trong khi đó, những xe tăng chiến đấu chủ lực mà phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraine, chẳng hạn như xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất hay M1 Abrams do Mỹ chế tạo vẫn đang được chuyển giao một cách chậm chạp. Với những khí tải quân sự mà Ukraine đang sử dụng ở thời điểm hiện tại, họ rất khó để thực hiện một cuộc tấn công trực diện nhằm chống lại dàn xe tăng chiến đấu chủ lực hùng hậu của Nga. Chưa kể, phụ tùng thay thế cho các loại vũ khí của Ukraine có từ thời Liên Xô cũng đang trở nên khan hiếm và Ukraine phần lớn phải phụ thuộc vào những gì mà phương Tây cung cấp. Giáo sư khoa học chính trị William Reno tại Đại học Northwestern thì cho biết tỷ lệ thương vong cao đã làm giảm sức chiến đấu của quân đội hai nước. Ông cho rằng hiện không rõ bên nào giành được nhiều lợi thế hơn, nhưng rõ ràng một cuộc xung đột tiêu hao sẽ không có lợi cho Ukraine bởi Nga vẫn có thể triển khai thêm nhiều binh sĩ tham gia các cuộc giao tranh hơn Ukraine. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Hall nói với Newsweek rằng quân đội hai nước có lẽ đã mất rất nhiều sĩ quan và chỉ huy, trong đó có cả những chỉ huy cấp cao. Đây là những người có vai trò rất quan trọng và cũng có rất nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Ngoài những thách thức trên, ông Matthew Hall nhận định việc duy trì sự ủng hộ về mặt chính trị và sự ủng hộ của công chúng cũng đặt ra nhiều trở ngại lớn đối với cả hai nước. Theo ông Matthew Hall, thách thức của Nga là làm sao để duy trì sự ủng hộ của người dân trong nước đối với chiến dịch quân sự, cũng như ngăn các quốc gia khác hỗ trợ Ukraine, và Ukraine cũng có chung thách thức này. Kiev cần phải duy trì sự ủng hộ của phương Tây dành cho họ, và chính phủ Ukraine đang phải chạy đua với thời gian, bởi sự hỗ trợ giúp sức của phương Tây không phải là không có giới hạn. Ông cũng cho rằng, tính toán của Nga có phần khác biệt. Tổng thống Putin dường như đặt cược rằng Nga quan tâm đến việc giành chiến thắng ở Ukraine nhiều hơn là phương Tây quan tâm đến Kiev. Thưa quý vị, theo diễn biến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, ngày 13 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện không có bất cứ điều kiện nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nghĩa là Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu. Ông Peskov nêu rằng ưu tiên đối với Nga là đạt được các mục tiêu đã đặt ra trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tại thời điểm này, những mục tiêu đó chỉ có thể đạt được thông qua các giải pháp quân sự. Tuyên bố này đưa ra nhằm phản ứng trước bài viết của cựu nhà ngoại giao Đức Wolfgang Ischinger đăng tải trên tờ Der Tagesspiegel cuối tuần qua. Trong bài viết đó, ông Ischinger kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây hãy nghĩ về một tiến trình hòa bình ngay bây giờ và thành lập một nhóm tiếp xúc chính trị đặc biệt cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đề xuất của ông Ischinger, nhóm tiếp xúc sẽ do Anh, Mỹ, Đức và Pháp dẫn đầu, cùng với các quốc gia và các tổ chức quốc tế khác, trong đó có cả NATO. Nhiệm vụ của nhóm sẽ là chuẩn bị thỏa thuận ngừng bắn và các dự thảo để tạo thành xương sống cho giai đoạn hậu xung đột,
Nhóm này sẽ hoạt động cùng với nhóm mang tên Ramstein, chuyên cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Ông Wittringer nhấn mạnh rằng sáng kiến mới sẽ không gây áp lực đàm phán lên Ukraine. Cựu nhà ngoại giao người Đức cũng gợi ý một danh sách các câu hỏi mà nhóm sẽ tự đặt ra, bao gồm liệu một thỏa thuận ngừng bắn có được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành, liệu có một vùng đệm phi quân sự tại Ukraine, và người dân ở Crimea có nên tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để quyết định họ thuộc về ai hay không. Ukraine từng tuyên bố Nga phải trả lại các vùng lãnh thổ mà họ đang nắm giữ của nước này như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình. Vào năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký thành luật một sắc lệnh của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cấm tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về phần mình, Nga cho rằng chính phủ Ukraine đã khiến các cuộc đàm phán hòa bình không thể thực hiện được, khi áp dụng lập trường của nước này theo yêu cầu từ Mỹ nhằm gây ra một thất bại chiến lược đối với Nga.